Quan hệ thân mật với vợ thì bạn có chú ý đến vấn đề vệ sinh hay không ạ? Có chị ạ. Có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ. Do tin tưởng, nạn nhân chuyển cho Vũ hơn 30 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi mua nhà đất. Xưa